cô làm gì ấy? Gỡ giúp tôi đi, lát nữa tôi cho anh. Bị điên thì về nhà mà ngủ đi cô ơi. Tôi đang bận lắm đây này, không rảnh đâu. Này, con kia, mày lấy tiền tao đúng không? Tiền tao đâu? Em không có. Cô tao để dưới váy này. Mày lấy tiền tao? Mày lấy tiền tao? Con này, mày lấy tiền của tao? Đúng không? Tiền đến tay rồi còn để mất. Thế sao? Thế chẳng lẽ Hòa có cái loại ăn cắp gì cổ hả? Ai thèm ăn cắp? Thôi cô ơi, rành rành như vậy thì còn chối cãi cái gì nữa? Vì anh thì cũng đáng lắm. Tôi nói cho anh biết, đấy là tiền của tôi. Tiền của tôi anh biết chưa? Tôi phải thức khuya dậy sớm, đi từ tờ mờ sáng bán hàng đến tận tối mới về. Còn hắn ta chỉ biết đem tiền ở nhà đi cho khách. Tôi sớm muộn gì thì cũng sẽ chết đói trong cái nhà đấy thôi. Này, cô gì ơi? Tôi chỉ là phủ trộm cắp, làm sao mà dám nói chuyện với anh? Chuyện lần trước tôi xin lỗi cô nhá, là do tôi không biết uẩn thuốc của gia đình cô. Tôi có mua một ít thuốc cho cô thế này, mong cô nhận cho. Tôi không dám, anh cầm lấy đi, tôi không cần. Cô nhận đi, tôi chỉ mua được ít thuốc. Thằng này, thằng nào? Trước cửa tao chúng mày lôi lôi kéo kéo gì đấy? Hả? Mày hứa nào? Em có làm gì đâu, anh tha cho em với. Kìa anh, em đã bảo rồi, anh đánh chị nhẹ nhẹ tay thôi, cô quá tay làm cái gì? Cả cái tên ăn mày này cũng... Cô nói cái gì vậy? Cô... Đi vào! Này, đứng lại! Này, đứng lại đấy! Chuyện ra thì những người khác ấy, đứng mà xem vào, nhặt mấy cái đống rác hôi thối này của mày đi ra chỗ khác đi! Nước ấm của mày đây à? Tôi xin lỗi, để tôi đi đổi cái khác ạ. Con kia mày đừng tưởng tao không biết. Mày định đuổi tao ra khỏi nhà này chứ gì? Không dễ như thế đâu. Nói cho mày biết này, anh Hải là của tao. Căn nhà này sớm muộn gì cũng là của tao thôi. Nên là mày khôn hồn ấy, mau cút ra khỏi đây đi, trước khi mà tao bảo anh Hải giết chết mày ấy, nghe chưa? Chuyện gì đấy? Cô ta lấy nước nóng làm bỏng chân em, cũng đáng đời lắm. Thế á? Tôi chết rồi. Thế chân bị làm sao không? Em không sao, hơi nóng một tí thôi. Làm ăn cái kiểu gì ấy nhở? Thôi đi xuống dưới dọn cơm lên đây đi. Dạ. Thôi được rồi, dọn xong rồi cứ đi đi. Đứng đấy ai mà ăn được. Anh làm gì vậy? Tiền của tôi mà. Này, tôi nói cho cô biết nhá, đây là địa bàn của tôi. Cô muốn đến đây nhặt rác thì phải hỏi ý kiến của tôi nhá, không phải tự tiện như vậy đâu. Anh ở đây rồi. Anh đến hơi bị đúng lúc đấy nhá. Vợ anh coi kiểu gì mà đến đây nhặt rác tranh với tôi thế nào đây? Hả? Cô lén la lén lút cô đến đây để cô nhặt rác á? Không phải, anh cầm hết tiền rồi. Bây giờ em muốn mua cái này cái kia cũng không có tiền, nên là em mới phải lén lên đây để nhặt rác. Em sợ anh mất mặt nên em không dám nói với anh. Này, cô đừng có mà điêu nhá. Rõ ràng là cô lấy hết tiền của Hải mà. Cô nói đi, cô giấu ở đâu? Tiền nào chứ? Em đâu có lấy tiền đâu, tất cả tiền anh cầm rồi mà. Thôi đi, cô đừng có mà điêu. Nếu như mà cô không có mưu đồ gì ấy, tại sao cô lại bỏ thuốc của tôi? Này nhá, rõ ràng lúc nãy ở dưới bếp tôi thấy là cô bỏ cái bột trắng thịt vào canh cơ mà. Bỏ thuốc gì chứ? Chẳng qua là tôi nấu canh nhưng mà tôi quên cho muối. Lúc đấy tôi không đặt nồi lên bếp để nấu, sợ không kịp, nên là tôi mới tranh thủ cho muối vào lúc canh còn nóng thôi. Hay cô xem phim nhiều quá, cô bị nhiễm phim à? Bỏ thuốc hạ độc là đi tù ấy. Nói chung là đau đầu quá. Bây giờ tiền là mất rồi, cô không lấy đi ai lấy vào đây?
ở đây có 3 người, tại sao anh chỉ nghi ngờ mỗi mình em? Bây giờ ấy, cô có dám để bọn tôi xét người không? Sao mà không dám chứ? Mà này, anh xét luôn cả tên ăn mày đi, nhìn trông cũng khả nghi lắm. Sao lại không có nhở? Xong rồi, bây giờ đến lượt cô đấy. Này, làm cái gì đấy? Úi giời. Giờ cô còn chối được không? Anh ơi, anh tha cho em không muốn lấy mà. Danh con này, mày còn bắt tao diễn kịch cùng với mày. Nhưng mà sau lưng tao phải đi ăn trộm tiền của tao. Tao cho mày bấy nhiêu chưa đủ à? Đi. Này. Úi giời. Cảm ơn anh nhá. Anh nhảy xuống nhanh thật đấy. Nhưng mà anh đánh đau quá. Tôi xin lỗi nhá, tại vì vội quá. Mà cô bỏ thuốc hai bọn họ thật à? Không, điên à. Có mà ở tù ấy. Tôi chỉ cho một ít thuốc sổ vào thôi. Không ngờ là bị phát hiện. May mà tôi lường trước ấy. Nhưng mà sao anh lại biết là bọn họ đến tìm tôi? Này, khổ quá, nhưng mà em có chắc không? Anh đói lắm rồi đấy. Này, thế bây giờ anh chọn đói bụng hay là anh muốn mất hết tiền hả? Chờ ngày mai thì còn cái địt à? Riêng con này anh mà bắt được tại trận nha, anh đánh cho nó quay luôn. Ôi, không hiểu sao ăn cái gì mà ngáo thế không biết. Bây giờ anh đánh nó què, thế để anh nuôi nó suốt đời à? Đi lên. Đâu có đâu. Tôi là tôi phải chạy theo sau bọn họ ấy. Nhưng mà tôi phải chạy vòng mãi thì tôi mới đuổi kịp cô ở đây ấy. Dù sao thì cũng cảm ơn anh. Thế bây giờ cô định đi đâu? Về đó nữa à? Thằng vớ vẩn ấy thì bỏ nó đi xong đi. Tệ bạc lắm. Không thể nào. Ly hôn ấy rắc rối lắm, còn chia tài sản các thứ. Tôi không muốn. Tôi sẽ âm thầm lấy lại tất cả mọi thứ. Đợi cô âm thầm từ từ rồi giành lại tất cả mọi thứ thì mà cặp kia nó đẻ được 8 đứa rồi. Nhưng mà tôi con gái chân yếu tay mềm một mình, tôi cũng đâu thể làm gì được. Dương ơi. Dương ơi. Con này. Anh đuổi tôi đi rồi mà, anh không nhớ sao? Mày nói cái gì đấy? Mình là cưới Di Đào Hoàng, mày là vợ ở pháp của tao. Thì mày phải ở đây mày phục vụ tao luôn. Thế nào? Thế cô nhân tình bé nhỏ của anh đâu? Chẳng phải là yêu thương nhau lắm mà. Cái con danh đấy là nó ăn cắp tiền của tao. Tao đánh thế nào thì anh nó cũng không gọi ra để nó giả. Tao đuổi nó đi à? Mày bây giờ là phải về lại đây để mà phục vụ tao. Thế nào? Vào đây cũng được. Anh mơ đẹp quá nhở. Đơn ly hôn này, ký vào đi. Và tự nguyện để lại tất cả tài sản cho tôi. Gì á? Tài sản nào của mày? Rồi mày lại còn đòi ly hôn với tao? Mày láo quá! Cái gì đấy? Đại anh vợ đấy à? Này, chúng mày là ai? Sao cho chúng mày vào nhà tao? Chúng mày... con lợn này, tao nhớ mày rồi, mày là thán mày đúng không? Mày đỡ tao ra! Anh đẹp đau! Bây giờ anh có ký không? Không! Có ký không? Còn chết tao không ký nhá! Được rồi, bây giờ thì cút ra khỏi nhà của tôi đi. Rõ ràng là nhà tao. Cảm ơn anh. Không có gì đâu, những thằng như vậy phải sớm bị quả báo chứ. Với cả từ giờ trở đi ấy, cô cứ sống thoải mái lên. Tiền của mình là của mình, không cần phải lén lút như vậy nữa. Anh buông ra đi. Từ lần sau đừng có làm như thế nữa. Anh không muốn người khác hiểu lầm về tình cảm của anh với em đâu. Em chỉ không nỡ rời xa anh thôi mà. Thôi,
phí thời gian nữa. Mau làm việc đi. Anh chỉ có thể là của em thôi. Đừng mơ mà thoát khỏi em. Ngoài em ra, không ai có thể được ngồi ở vị trí này. Anh đừng có trách em á. Em làm tất cả cũng chỉ để bảo vệ anh thôi. Chỉ cần cố gắng thêm một thời gian nữa thôi. Anh Toàn mà thuộc về mình thì tất cả những đứa trong cửa hàng này đều phải chăm sóc nghe theo lời mình hết. Ôi, may quá, tôi còn tưởng là muộn giờ làm. Là của ta. Tôi đi vào thay đồ đây. Cô bị làm sao vậy? À, hôm nay bạn tôi đưa đi làm. Lúc lên xe tôi không để ý, thế là ngồi phải quả sầu riêng ấy mà. Cô mà cũng có bạn đi ô tô sao? Cái loại nghèo hèn như cô mà chẳng nhẽ có bạn giàu sang như vậy à? Tôi thì làm sao? Mà đi ô tô thì sao? Chả nhẽ cô ngày ngày có người đưa đón bằng ô tô, cho nên cô nghĩ mình là nhất đấy à? Cô bị làm sao đấy? Cô cút ra khỏi đây cho tôi. Giỏi quyến rũ đàn ông như vậy thì đi ra ngoài kia mà đổi nghề đi. Cô không có quyền đuổi tôi. Người có quyền ở đây là anh Toàn. Anh Toàn mới là quản lý ở cửa hàng này. Được rồi, vậy thì cô làm ở đây không được yên ổn đâu. Có chuyện gì thế? Cái váy này khách trả hàng. Tôi bảo cô đi là tại sao cô lại làm rách nó? Hả? Sao lại như thế được? Rõ ràng tôi đã là thật phẳng rồi treo len rồi cơ mà. Có phải cô làm rách đúng không? Hay thật đấy. Cái mắt nào của cô nhìn thấy tôi làm rách hả? Tôi nói cho cô biết nhá, lần này thì cô lo mà nghỉ việc đi. Chuyện của chúng ta thì giải quyết riêng đi. Cô đang lấy việc công để trả thù tư đấy, làm ảnh hưởng đến cả cửa hàng rồi. Này, cô làm rách bây giờ cô lại nói như thế à? Tôi nói cho cô biết nhá, cái váy này bằng cả mấy tháng lương của cô đấy. Không đền được thì nghỉ việc đi. Hai người là có chuyện gì vậy? Anh Toàn, cô ta làm hỏng đồ quán ạ. Cái váy này đắt tiền như thế vậy mà cô ta không giữ gì cả. Dạ, không phải là do em làm hỏng váy đâu ạ. Là do cô ấy cố tình đổ lỗi cho em đấy. Cô lấy bằng chứng gì mà bắt tôi chịu trách nhiệm về cái váy này? Cô là người động vào nó, cô là nó còn gì? Thôi được rồi, chuyện về cái váy này tôi sẽ điều tra thêm. Còn Linh, bây giờ em ra bên ngoài kia treo lại mấy mẫu quần áo cho mang nước canh đi. Những cái mẫu mới của thương hiệu mình đâu, treo hết lên đi chứ. Đồ mà em cần ấy, anh để hết trên xe rồi đấy. Lát em vào đó mà lấy nhé. Cảm ơn anh ạ. Này, cô đừng có hòng mà cướp anh Toàn khỏi tay tôi. Ngày hôm nay anh ấy bênh cô thôi, nhưng mà sớm muộn gì rồi cô cũng sẽ phải biến ra khỏi đây đấy. Hóa ra cô làm tất cả những chuyện này chỉ vì một người đàn ông không yêu mình à? Thế cô có biết phụ nữ đáng thương nhất là lúc nào không? Làm sao? Đó là khi mình phải đánh đổi cả danh dự của mình vì một người không yêu mình. Sau cùng, cô sẽ không bao giờ có được kết cục tốt đẹp đâu. Này, tôi cũng sẽ không để cho cô yên rồi đó. Sao phiền phức thế? Cô ấy có đi theo em không? Cô ấy về trước rồi ạ. Mình đi thôi anh. Toàn chưa bao giờ dịu dàng như thế với mình. Cô ta chỉ vừa mới đến một thời gian thôi mà, không biết đã dùng bùa mê thuốc lú gì mà khiến cho anh Toàn mê mẩn như thế. Không ăn được thì mình đạp đổ. Xem ra là cái đuôi kia nhất định phải bám lấy anh đến cùng rồi đấy. Nếu như cô ta có lòng tự trọng thì anh không cần thiết phải làm tới mức này. Nhưng mà thôi, hôm nay coi như là để chấm dứt tất cả mọi chuyện đi. Vậy thôi, em vào trước nhá. Alo. Cô
ta đúng là giỏi đầu. Để tôi xem, anh ta để cái gì ở trong xe cho cô nào. Sẵn tiện tạo cho hai người một ít mắm tôm luôn. Này, cô làm gì ở xe khách hàng của tôi đấy hả? Anh bị điên đấy, bỏ tôi ra. Anh không có mắt nhìn người mà bắt tôi. Tự mình mắc bẫy do chính mình làm ra, cảm thấy thế nào? Bây giờ thì cô đã hiểu những trò mà cô làm thâm độc như thế nào chưa? Cảm ơn anh. Đấy là bài học cho cái con giáp thứ 13 như cô đấy. Tôi vẫn còn nhiều trò lắm, chưa xong đâu. Chúng ta không làm gì của nhau cả. Vậy nên em không đủ tư cách để xem vào chuyện riêng của anh. Và chuyện này anh đã nói với em rất nhiều lần rồi. Sao em cứ mãi không chịu hiểu thế nhỉ? Nếu như không có cô ta thì sớm muộn gì anh cũng đã chấp nhận em rồi. Anh đã nói với em, anh có người yêu rồi. Và cô ấy đang ở bên nước ngoài. Anh đang chờ cô ấy về để kết hôn với nhau. Bất kể là em hay ai khác cũng không thể làm lúc này được anh đâu. Mong em hãy suy nghĩ thoáng hơn và chấp nhận mọi chuyện đi, để khiến cả hai đừng mất thời gian thêm nữa. Vậy sao anh còn đi cùng cô ta làm gì? Bởi vì do cô quá cố chấp cho nên tôi mới phải cùng anh Toàn diễn một vở kịch thôi. Tất cả là tại cô. Cô nói là cô thích anh Toàn đúng không? Vậy thì cô thử trả lời xem cô hiểu anh ý đến mức nào. Cô chỉ thích anh ý vì tiền hay là cô thực sự thích con người của anh ý? Tại sao tôi lại phải trả lời cô? Tình cảm không phải là thứ cứ cưỡng cầu là được đâu. Tình cảm của cô chẳng qua chỉ là thứ tình cảm chiếm hữu, dựa trên nhu cầu vật chất mà thôi. Nếu như cô thực sự yêu anh Toàn thì cô phải biết tôn trọng anh Toàn mới đúng chứ. Anh Toàn, em đã theo đuổi anh lâu như vậy rồi, anh không thể nào mà bỏ mặc em được. Đây là chị gái của My, và cũng là bạn gái của anh. Tháng vừa rồi ấy, em đã qua bên nước ngoài để đính hôn cùng với cô ấy. Anh nói dối, em không tin. Chính vì cô điên quá cho nên cô mới làm đến tận mức này đấy. Cô nhất định ngày hôm nay phải rời xa khỏi anh rể của tôi và đi ra khỏi cửa hàng. Cô là cái thá chứ mà đuổi tôi. Vậy thì cô nhầm rồi. Ngày hôm nay tôi đến đây là một công đôi việc. Có thể làm gì cũng được à? Suốt cuộc cô là ai? Cô ấy là người của trụ sở chính điều về đây để giám sát nhân viên làm việc ở cơ sở của mình. Lần này không ai giúp em được đâu. Nếu như không phải để dụ cô đến mức này thì tôi đã đuổi việc cô từ lâu rồi. Tất cả những gì mà cô đã làm ra do bản tính xấu xa và chiếm hữu của cô thì cô sẽ phải nhận lấy hậu quả. Các người gài tôi. Việc đó là do tự cô lựa chọn mà, sao lại đổ cho người khác? Anh Toàn ơi, em xin lỗi, anh có thể tha thứ cho em đừng đuổi việc em được không ạ? Không những cô bị đuổi việc mà cô còn phải đền tiền cho chiếc váy đó nữa. Trừ đi một tháng lương này của cô thì có còn thiếu một nửa. Cô tính sao? Tôi xin cô đấy, cô đừng đuổi việc tôi. Nếu không thì tôi không biết phải lấy tiền đâu để trả tiền nhà nữa. Tôi nghĩ là thay vì dựa dẫm vào một người đàn ông thì tại sao cô không tự làm cho cuộc sống của mình tốt hơn bằng cách làm việc chăm chỉ đi? Thôi được, anh vẫn sẽ cho em một cơ hội nữa. Nhưng việc đầu tiên em cần làm bây giờ là dọn dẹp tất cả mọi thứ mà em đã gây ra. Và em luôn nhớ điều anh dặn này: nếu như em đối xử tốt với người khác thì người khác cũng sẽ luôn đối xử tốt với em. Và tuổi trẻ của con gái rất ngắn, em hãy yêu thương tuổi trẻ của mình bằng cách biết trân trọng nó. Và dành tình cảm cho những thứ hợp lý, dành tình cảm cho những người thực sự yêu thương mình, chứ không phải cứ mù quáng tâm đầu theo một người không có tình cảm với mình như vậy.